Trợ lý Tổng thống Nga Nikolai Patrushev cho biết, cuộc xâm nhập của Ukraine vào khu vực biên giới Kursk của Nga đã được lên kế hoạch với sự tham gia của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và các cơ quan đặc nhiệm phương Tây. Theo TASS, ông Nikolai Patrushev nói thêm rằng kế hoạch trên nhằm cứu vãn viễn cảnh thất bại sắp xảy ra của Ukraine. Trong một cuộc phỏng vấn với báo Izvestia, ông Patrushev bác bỏ tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ rằng không tham gia vào vấn đề này. Lực lượng Ukraine đã bắt đầu cuộc tấn công lớn vào khu vực Kursk ngày 6 tháng 8. Chính phủ Nga đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp liên bang tại đây. Bộ tình trạng khẩn cấp của Nga cho biết hầu hết cư dân đã được tái định cư tạm thời khỏi các khu vực biên giới và hiện đã thoát khỏi nguy hiểm. Theo bộ này, chỉ riêng trong ngày 15 tháng 8 đã có hơn 720 người được sơ tán. Còn theo Bộ Quốc phòng Nga, Kiev đã mất tới 2.640 quân, 37 xe tăng, 32 xe bọc thép chở quân kể từ khi bắt đầu giao tranh ở hướng Kursk. Phía Ukraine cho biết, cho đến nay, họ đã tiến sâu 35 km vào biên giới Nga ở Kursk, kiểm soát 1.150 km2 lãnh thổ và 82 khu định cư. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, ông Oleksandr Zelensky cho biết, Kiev đã thành lập một văn phòng chỉ huy quân sự tại khu vực họ chiếm đóng thuộc tỉnh Kursk của Nga. Trong diễn biến liên quan, ngày 15 tháng 8, Phó phát ngôn viên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Fahrenheit tuyên bố tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh này phản đối mọi biểu tượng của chủ nghĩa phát xít hay phân biệt chủng tộc. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi các phương tiện truyền thông cho biết, binh sĩ Ukraine đang sử dụng các biểu tượng của chủ nghĩa phát xít như mũ sắt có ký hiệu SS khi lực lượng này tấn công vào tỉnh Kursk của Nga. Trước đó, phóng viên chiến trường người Nga Alexander Kost đã công bố một video trên nền tảng truyền thông xã hội Telegram cho thấy các quân nhân Ukraine ở Kursk đội mũ có ký hiệu SS